27 điểm. Cô Bạch, cô đừng căng thẳng. Chỉ cần cô đạt được kết quả giống tôi coi như cô thắng ván này. Anh bạn này, tôi mượn súng của anh, được không? Rất tốt, cô thắng rồi. 3 ván thắng 2. Chắc không cần. Ván thứ 3 đâu nhỉ? Tôi lại thắng rồi. Cô đi theo tôi. Được rồi, Tần gia. Cậu ghi nhớ lại hết rồi sao? Cô yên tâm đi. Tôi đã bị bịt mắt rồi được đưa tới đây chỉ có một lần. Không phải cũng tìm được sao? Tôi dựa vào cái này. Nói đi, cậu cần mấy người? Không cần người khác. Tôi đi một mình là được rồi. Một mình cậu? Cô nói đúng. Bộ tư lệnh hiến binh Nhật Bản, đó là đầm rồng hang hổ. Đi nhiều, mục tiêu càng nhiều. Hơn nữa, tôi không cứu được anh Thành. Đi nhiều người cũng vô dụng. Được rồi, một mình cậu đi đi. Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, nếu đầu đá có chuyện gì xảy ra, anh Thành có chuyện gì, tôi cũng không sống nữa đâu. Anh ấy là vì em trai tôi. Cô yên tâm đi. Tôi đi đây. Tần gia, cô thực sự yên tâm để anh ta đi một mình sao? Cậu ta nói đúng. Nếu cậu ta không cứu được đầu đá mà lại đi nhiều người, vậy thì chẳng khác nào đi nộp mạng. Ai đấy? Nguyên Phong, cậu làm gì vậy? Đi mau.
A Phi, sao cậu lại chạy đến bộ tư lệnh hiến binh? Tôi đợi cả ngày mà anh không gọi tới, nên tôi đoán chắc là anh định bỏ tôi lại mà hành động một mình. Tôi đi tìm Tần Gia. Cái gì? Cậu đi tìm Tần Gia rồi sao? Tôi bảo Tần Gia tìm cho tôi một tấm bản đồ của bộ tư lệnh hiến binh. Nếu không, thì làm sao tôi tìm được đường đi chứ? A Phi, đến ngã tư phía trước dừng lại, cậu quay về trước đi. Tại sao chứ? Anh Thành, có phải do anh tự hành động nên Tần Gia sẽ phạt nặng anh? Có phải vậy không? Anh Thành, còn hỏi nữa sao? Anh Thành vì cứu anh em của anh mà chống lại lệnh của Tần Gia. Tính tình của Tần Gia, chẳng nhẽ anh còn không biết? Im đi. Cậu nhiều lời vậy hả? A Phi, mặc dù không cứu được anh em của cậu ra, nhưng chúng ta cũng phải an toàn rút lui, không được thiếu anh em nào cả. Vậy thì tốt. Nguyên Phong đâu? Thiếu một người rồi. A Phi, tới phía trước quay xe lại, tôi phải quay lại cứu Nguyên Phong. Anh Thành, phải quay lại à? Đúng vậy, nhanh lên. Anh Thành, ra nông nổi này đều do anh gây ra, anh phải về với chúng tôi, đừng có chĩa súng vào tôi. Tôi sẽ về với các cậu. Anh Thành, anh Thành à, Tần Gia, chuyện này là do tôi gây ra. Muốn đánh muốn phạt thì cứ nhắm vào tôi đi. Đánh cậu sao? Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng với cậu như thế à? Vậy cô còn muốn thế nào? Không phải cậu vẫn đang tìm bằng chứng Trần Bá Long là hán gian sao? Cậu tự nhìn cho rõ đi. Trần Bá Long trịnh trọng tuyên bố dẫn đầu việc từ bỏ tẩy chay hàng Nhật. Tần Gia, Trần Bá Long làm như vậy rất có thể là để cứu Hoàng Phong. Ông ta làm như vậy rồi, Hoàng Phong đã được thả ra chưa? Vậy sao ông ta lại làm như vậy? Nhóc con, không hiểu à? Được, để Tần Gia nói cho cậu biết. Trần Bá Long trở thành hội trưởng thương hội Nhật Trung dưới sự kêu gọi kháng chiến của cả nước. Ông ta không dám lộ liễu, vẫy đuôi với chủ nhân Nhật Bản của mình, nên đã diễn vở kịch này. Diễn kịch sao? Diễn kịch gì chứ? Ông ta để người Nhật bắt Võ Hoàng Phong, làm ra vẻ bất đắc dĩ, đưa ra thông cáo, vài ngày nữa lại thả Võ Hoàng Phong ra. Mọi người vui sướng, ông ta được coi là người tốt. Nếu đúng là như vậy, cậu không tin sao? Vậy cậu cho tôi một lời giải thích đi. Được. Tần Gia, cô để tôi đi. Cậu định làm gì? Tôi đã hứa với cô rồi. Nếu Trần Bá Long thực sự trở thành hán gian, tôi nhất định sẽ đem đầu ông ta tới gặp cô. Được. Chỉ chờ câu nói này của cậu thôi đó. Nhưng lần này tôi không thể dễ dàng tin cậu được. Lần trước để tôi chờ cậu lâu như vậy, lần này chỉ có thời gian 3 ngày. Nếu 3 ngày cậu không lấy được mạng Trần Bá Long, tôi người ngay không nói lòng vòng. Trần Bá Long, Võ Hoàng Phong và cả cậu sẽ trở thành mục tiêu của tôi. Tôi không bao giờ nương tay khi lấy mạng hán gian. Được. Nói lời giữ lời. Thả cậu ta ra. Cáo từ. A Phi, nào, đưa ra trước đi. Nhanh, cố thêm chút nữa. Hoàng Phi, uống chút nước đi. Báo cáo. Có chuyện gì thế? Phát hiện quân Nhật cách đây 5 km. Có bao nhiêu người? Có lẽ là một trung đội. Được, tiếp tục quan sát. Còn mấy thùng nữa? Xem đã. Còn 2 thùng nữa. 2 thùng. Không kịp nữa rồi, tôi sẽ dẫn một tiểu đội để ngăn bọn chúng. Còn anh vận chuyển số vàng còn lại, cô ở lại. Để tôi đi. Không được, anh nghe tôi đi. Vẫn còn rất nhiều việc chờ anh làm đấy. Cô đừng có tranh với tôi nữa. Sao anh cứ luôn tranh với tôi vậy? Đại ca,
Hai người đừng có tranh nhau nữa. Để tôi đi đi. Hồ Hải. Đại ca. Mặc dù Hồ Hải tôi là một người cục mịch, nhưng tầm quan trọng của chuyện này tôi rất rõ. Chuyện tiếp sau đây, thiếu ai trong hai người cũng không được. Việc đánh nhau với bọn Nhật cứ giao cho tôi đi. Các anh em, chỉ cần kéo dài một lúc thôi, rồi hãy nhanh chóng rút lui. Tôi hy vọng mọi người đều bình an vô sự trở về. Đại ca yên tâm đi, chúng tôi vẫn đang đợi. Anh dẫn chúng tôi đến bến Thượng Hải tham quan đấy. Tôi đợi các cậu. Đánh cho tôi. Các anh em, đừng có ở đây dây dưa nữa, dẫn dụ kẻ địch đến phía sau núi. Đại Bảo, đuổi theo. Và lồng tiếng tại Yfim TV.
Được rồi. Chuẩn bị xong hết chưa? Đã xong hết rồi. Nhanh, ra khơi thôi, đi đi thôi. Hai người ở lại canh cửa, những người còn lại đi theo tôi. Sao Ngô Ngọc Hà vẫn chưa đến? Chắc sắp đến rồi. Anh ơi, em quay về bến sông Nam sắp xếp thuyền. Tối nay dù thế nào đi chăng nữa cũng phải chuyển vàng đi. Tranh thủ thời gian, chú ý an toàn. Không được cử động. Thật là trùng hợp, cả hai anh em đều ở đây. Trần Thiên Sơn, anh đúng là âm hồn bất tán mà. Võ Hoàng Phi, không ngờ chứ gì, các anh bận rộn cả buổi, cuối cùng thành công cốc. Tôi bận cái gì? Tôi làm gì mà bận? Tôi đến thắp hương bái Phật, chứ tôi bận cái gì đâu. Tối rồi mà anh còn đến thắp hương bái Phật? Anh bị chuyện lừa chúng tôi đây à? Vậy anh nói cho tôi biết, nửa đêm các anh tới đây để làm cái gì vậy? Các anh tới đây làm cái gì thì chúng tôi làm cái đó. Anh nói gì tôi không hiểu. Không sao cả, anh sẽ hiểu ngay thôi. Đi. Đây là cái gì nhỉ? Vàng. Bao nhiêu? 18 tấn. Thật không ngờ rằng lão già nhà các anh lại để lại cho các anh một tài sản lớn như vậy. Trần Thiên Sơn, chuyện này rất quan trọng. Tôi không muốn nhiều lời với anh nữa. Người Trung Quốc chúng ta không thể làm tay sai của người Nhật được. Anh nói xem có đúng không? Trần Thiên Sơn, anh có từng nghĩ đến chuyện nếu anh làm tay sai cho người Nhật, cha nuôi anh sẽ không tha cho anh? Phim được dịch, thuyết minh. Các anh nghĩ rằng tiếng tại Yifim TV. Người Nhật bảo tôi đến sao? Các anh nhìn xem ở đây có người Nhật nào không? Để tôi nói thật cho các anh biết nhé. Tôi đã làm theo lệnh của cha nuôi tôi đến tiếp nhận vàng của võ gia. Không thể nào. Võ Hoàng Phi, tôi bật mí cho anh một chuyện. Cha nuôi tôi chưa bao giờ coi loại con hoang như anh là con trai ruột của ông ấy. Ông ta không lấy mạng anh là vì giữ anh lại để anh tìm vàng. Bây giờ tôi thật sự hối hận. Lúc đó sao tôi không xử luôn hai cha con nhà anh? Anh đừng để bị lừa. Anh ta đang dùng kế ly rắn đó. Ai mượn anh mở miệng? Sao mà tài lanh quá?
Anh không biết mấy người tài lanh hay đoản mạnh sao? Có gan thì nhắm vào tôi này. Đương nhiên là tôi nhắm vào anh rồi. Ngày nào tôi cũng nhắm vào anh. Có gan thì lấy mạng tôi đi. Nếu không một ngày nào đó, tôi sẽ khiến anh chết không toàn thây. Tôi trong mắt chờ anh. Ở kiếp sau. Đợi đã. Trần Thiên Sơn, anh lấy mạng chúng tôi cũng được, nhưng anh nghĩ kỹ lại xem. Anh quá tham lam rồi đấy. 18 tấn vàng, anh muốn nuốt một mình sao? Anh nghĩ anh có thể nuốt trôi không? Đúng thế. Sao vậy? Anh không sợ người Nhật biết à? Sợ. Tất nhiên là sợ chứ. Nhưng họ sẽ không biết. Tại sao không biết? Dù sao thì hai người cũng sắp trầu trời. Tôi không ngại nói cho các anh biết. Lát nữa tôi sẽ lấy mạng hai người trước. Sau đó thì sao? Sau đó anh sẽ nói với người Nhật: hai anh em chúng tôi đã lấy vàng, cao chạy xa bay rồi đúng không? Chính xác. Hai anh em các anh thông minh y như nhau. Chỉ đáng tiếc là hai người biết rõ chân tướng nhưng lại không nói ra được. Đúng là đáng tiếc mà. Tìm thấy tượng Phật chưa? Chưa. Tôi đã hỏi Tuyết Nhi rồi. Cô ta nói rằng hôm nay Võ Hoàng Phong đã đem tượng Phật ra ngoài, đến bây giờ vẫn chưa về. Được rồi, không còn sớm nữa, không nói nhảm với các anh nữa. Sao rồi? Hai anh em các anh, ai muốn ra đi trước nào? Bớt nói nhảm đi. Muốn làm gì thì làm đi. Được. Không hổ là anh cả nhà họ Võ. Võ Hoàng Phi, tạm biệt. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại iFilm TV. Anh Phi, anh Phi, mau đi đi. Đi thôi. Đi, mau đi thôi. Đuổi theo. Anh Hiệp, Hiệp ơi, à Hiệp, anh Hiệp, anh Hiệp à, anh Hiệp, cậu sao rồi? Anh Hiệp, à Hiệp, à Hiệp, anh Phi, sau này tôi không thể bảo vệ anh được nữa rồi. Cậu đừng nói vớ vẩn,
Cậu sẽ không sao đâu. Anh Hiệp, cậu sẽ không sao đâu mà. Anh Hiệp, anh phải cố lên. Anh Hiệp à. Anh Phi, tôi biết anh là người làm việc lớn. Chỉ là sau này tôi không thể ở bên anh nữa. Cậu đừng nói vớ vẩn nữa. Còn việc quan trọng đợi cậu làm đó. Có Hoàng Phong bên cạnh anh, chắc chắn sẽ thành công thôi. Tôi biết họ không phải người thường. Anh Hiệp ơi, A Hiệp, A Hiệp, anh Hiệp, anh tỉnh lại đi, A Hiệp, A Hiệp à. Không sao chứ, sao bây giờ các người mới tới? Phim được dịch, Thuyết Võ Minh Hoàng Phi và lồng tiếng tại Yfim TV. Trần Thiên Sơn, anh ra đây cho tôi. Tội lỗi quá. A Di Đà Phật. Thả người ra. Nghe thấy không? Mau thả người ra. Các người bỏ súng xuống. Mau lên. Thả họ đi. Thả họ đi mau. A Di Đà Phật. Đi. Tội lỗi. Tránh ra. Đại Bảo, anh cẩn thận nhé. Đừng chĩa súng vào tôi. Tên ngốc kia, tôi hối hận rồi. Sao tôi không lấy mạng anh ta từ sớm chứ? Anh, đại sư, A Hiệp, cậu đã từng nói sống là người của võ gia, chết là ma của võ gia. Võ gia chúng tôi không bao giờ quên hai người đâu. Anh, giờ không phải lúc để khóc đâu. Tôi hiểu rồi. Trần Thiên Sơn chạy thoát rồi. Người Nhật sẽ sớm biết được chỗ này. Phải. Bây giờ điều quan trọng là tìm cách chuyển số vàng này đi. Đúng vậy. Tôi sẽ về bến sông Nam bố trí tàu vận chuyển. Chuyện ở đây giao cho mọi người. Mau đi đi.
Tạm biệt anh Hiệp. Anh, chúng ta nên làm gì đây? Hay là như vậy đi, chúng ta tìm Kamaku ra, bảo người Nhật đối phó với chúng, đối phó cái đầu cậu đó, để người Nhật biết chúng ta âm thầm cướp vàng là xong đời luôn. Vậy anh nói xem phải làm sao đây? Bớt nói nhảm, tập trung lái xe đi. Phim được dịch thuyết minh. Chuyện hôm nay tiếng tại iFilm TV. Người nào nên chầu trời cũng đã chầu trời. Chỉ cần chúng ta không nói, đám người Võ Hoàng Vi sẽ không nói với người Nhật. Đúng vậy. Cậu phải nhớ, sau khi quay về, không được hé môi nhắc đến chuyện hôm nay. Nghe chưa? Tôi hiểu rồi đại ca. Người anh em đóng được mấy bức tượng rồi? Gần xong rồi. Tôi không ngờ rằng đoàn trưởng Lý lại cử cậu tới đây. Đại ca, chuyện tốt như vậy sao tôi lại không tới chứ? Đây không phải là chuyện tốt gì cả. Làm không tốt, bắt đầu như chơi. Đại ca, anh nói gì vậy? Hồ Hải tôi có bao giờ sợ chết đâu. Với lại, chết thì có gì đáng sợ? Khi biết anh cần người giúp đỡ, tôi đã năn nỉ đoàn trưởng Lý quá trời, anh ấy mới để tôi tới đây đó. Đại ca, Thượng Hải là địa bàn của anh. Sau khi chuyển tượng đến đó, thì nhiệm vụ cũng kết thúc. Anh phải dẫn các anh em khám phá Thượng Hải phồn hoa nhé. Cậu yên tâm, sau khi làm xong chuyện này, tôi sẽ chiêu đãi các cậu một bữa ra trò. Được, anh. Xe tải và đội tàu đã chuẩn bị xong rồi, có thể chở hàng bất kỳ lúc nào. Được, chúng ta phải nghĩ cách khác thôi. Tốc độ hiện tại quá chậm, nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng đến tối mai vẫn chưa chuyển xong. Đúng vậy, trời sắp sáng rồi. Nếu lúc này người Nhật xuất hiện thì... Ống sắt này ở đâu ra vậy? Tôi tìm thấy nó ở đường hầm phía trước. Mau, lấy hết qua đây. Vâng. Anh định làm gì? Đại ca, sao thế? Đại ca, anh định... Những ống sắt này, chúng ta sẽ dùng chúng làm đường trượt. Mọi người nhìn này, đường hầm này bên trong cao nhưng bên ngoài thấp. Đưa tôi. Nào, lấy ống sắt lại đây. Còn nữa không? Mau đem hết lại đây. Đem tất cả ống sắt lại đây. Mau lên, đặt thùng lên đây. Một, hai. Cố lên, nâng thùng qua bên này. Một, hai. Các anh em, cố lên. Cẩn thận nào, nhắm chuẩn, nào, sang bên trái. Được, được rồi, đặt xuống nào. Được rồi, mau lên, thùng tiếp theo. Một, hai, ba. Phía trước, thêm ống sắt vào phía trước. Đặt ống vào phía trước, chuyển lên phía trước, nào, cố lên. Một, hai. Có chuyện gì mà đến tìm tôi sớm thế? Hai ngày nay, cô có gặp Võ Hoàng Phi không? Tôi cũng thấy rất lạ. Đã hai ngày rồi tôi không thấy hai anh em họ. Võ Hoàng Phi biến mất hai ngày rồi. Võ Hoàng Phong cũng không thấy đâu cả. Hơn nữa, còn có một trận đấu súng ác liệt ở ngoại ô phía Tây. Ý của cô là, sự biến mất của họ có liên quan đến vụ nổ súng. Tôi nghi ngờ họ đã tìm ra manh mối của 18 tấn vàng. Thế này đi, cô chuẩn bị xe giúp tôi. Tôi sẽ tới chỗ Kamakura để hỏi thăm tình hình. Vâng. Ai ở ngoài đó? Là Tuyết Nhi. Bác sĩ Ngô, tôi mang bữa sáng đến cho cô. Vào đi. Chào cô Bảo Thi.
Cô bảo Thi tìm được thuốc mới cho Hoàng Phục, tôi muốn đi xem với cô ấy. Cô cứ để bữa sáng lên bàn đi. Được. Đi thôi, cô bảo Thi, đi thôi nào. Sakai, ở đây đợi tôi sẽ quay lại ngay. Tuyết Nhi phát hiện ra tôi rồi, cô ở lại khống chế cô ta. Chuyện gì thế này? Đồ khốn. Chuyện gì thế này? Rõ ràng là tôi nhìn thấy. Tên khốn. Đây là số vàng mà anh tìm à? Số vàng đó nhất định đã bị đánh cháo. Kamakura, mau cho người đuổi theo. Đại bảo, cậu cũng nhìn thấy, có phải không? Tôi cũng nhìn thấy. Nhìn thấy thật đấy. Đuổi theo cho tôi. Nhìn đi. Khốn kiếp, bị bọn họ giành trước một bước rồi. Anh Thành, toàn bộ số vàng đã được đưa xuống lòng đất rồi. Các anh em đã bắt đầu đúc vàng. Được.
Anh Thành, bên trong có an toàn không? Yên tâm đi. Nơi này vốn dĩ là một nhà kho bị bỏ hoang. Chỉ là đã nhiều năm không có ai ở thôi. Tần gia có lệnh, muốn chúng ta canh gác ở ngoài suốt 24 tiếng, không cho bất kỳ ai đến gần. Cho nên, mọi người cứ yên tâm đi. Tốt quá rồi. Ai có thể nói cho tôi biết vàng ở đâu rồi? Vàng đâu mất rồi? Các anh dẫn theo nhiều người như vậy, vậy mà lại để bọn họ vận chuyển số vàng đi mất ngay trước mắt các anh. Cô Kazumi, không cần lo lắng. Theo kết quả điều tra đường thủy, chiếc thuyền vận chuyển số vàng đó chưa rời khỏi Thượng Hải. Toàn bộ đường bộ và đường thủy của cả Thượng Hải này đều nằm trong sự khống chế của chúng ta. Tôi tin là bọn họ không có cách nào vận chuyển vàng đi. Nếu số vàng đó bị bọn họ vận chuyển đi, thì anh vẫn còn sống mà đứng ở đây sao? Bây giờ tôi sẽ dẫn người đi bắt anh em Võ ra ngay. Tôi không tin, không thể cậy miệng bọn họ. Anh nghĩ xem liệu cái cách ngu xuẩn ấy có được không? Vậy thì xử hết bọn họ. Người không còn nữa thì không thể chuyển vàng ra Thượng Hải. Tôi cảnh cáo anh, không được có ý nghĩ như vậy nữa. Mục đích của chúng ta là lấy được số vàng, chứ không phải để số vàng đó bị mất. Vâng. Bây giờ vẫn còn một cách. Kể từ chuyện lần trước ở bệnh viện, bọn họ đã bắt đầu nghi ngờ về thân phận của Phạm Bảo Thi. Cũng nên để cho Phạm Bảo Thi biến mất một thời gian rồi. Ý của cô Kazumi là anh Thành, ăn chút đi. Tôi không ăn. Anh Thành, anh nói xem Tần gia tại sao bảo chúng ta canh gác suốt 24 giờ vậy chứ? Rốt cuộc bên trong có gì? Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Tần gia bảo chúng ta làm như vậy là có lý do của cô ấy. Cũng đúng. Nguyên Phong, đi nói với các anh em Tần gia hạ lệnh, chúng ta chỉ phụ trách canh gác, không ai được phép đến gần nhà kho. Vâng. A Hiệp nói, mọi người đều không phải là người bình thường. Cô có thể nói cho tôi biết Đảng Cộng sản là gì? Thực ra chúng tôi đều là người bình thường. Nếu như nói có điều gì khác biệt, đó chính là Đảng Cộng sản là một tổ chức có tín ngưỡng và sứ mệnh. Chúng tôi sẽ không vì một người nào hoặc một tầng lớp nào đó mà làm việc.
Những gì chúng tôi làm, tất cả là vì muốn người dân trên khắp thế gian này có được cuộc sống ấm no. Để đạt được mục đích này, chúng tôi có thể cống hiến tất cả. Cho nên mọi người bất chấp tất cả, xem nhẹ sự sống có đúng không? Đúng vậy. Nếu cần, mỗi người chúng tôi đều sẵn sàng hy sinh, không một chút do dự. Võ Hoàng Phi nhìn thấy một ý chí kiên định, có phần cố chấp trên gương mặt của Ngô Ngọc Hà. Vẻ mặt đó anh cũng đã từng nhìn thấy trên gương mặt của Võ Hoàng Phong và Tống Cầm. Đó là sức mạnh của tín ngưỡng. Chính sức mạnh này đã khiến cho những chiến sĩ ở khắp nơi lần lượt ngã xuống, đổ máu hy sinh. Nhìn những gương mặt trước mắt mình, Võ Hoàng Phi càng có sự hiểu biết sâu sắc về Đảng Cộng sản hơn. Hôm nay phim của chúng ta hoàn thành rồi. Những cảnh cuối, mọi người lấy lại tinh thần để làm việc, có được không? Được. Được rồi, làm việc thôi. Mau chuẩn bị đạo cụ và trang phục. Chuẩn bị. Bắt đầu. Tướng quân Mộc Lan, đội hiến binh nhận được tin nói các người đang tổ chức hoạt động chống Nhật. Từ giờ trở đi không ai được phép rời khỏi đây. Trưởng quan, chỗ chúng tôi làm sao có hoạt động chống Nhật được chứ? Chúng tôi đang quay phim. Hơn nữa, chúng tôi có công văn phê duyệt của người Nhật. Bớt nhiều lời, lục soát cho tôi. Báo cáo trưởng quan, đã tìm thấy rồi. Còn nói không có hoạt động chống Nhật. Vậy đây là cái gì? Ai đã tiến hành hoạt động chống Nhật ở đây thì tự giác đứng ra đây. Nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo. Được. Nếu không có ai thừa nhận, vậy thì dẫn đi hết cho tôi. Đợi đã, đợi một lát. Sao thế? Cô có gì muốn nói? Cuốn sách đó là của tôi, không liên quan gì đến những người khác. Phim đã quay đến giai đoạn nước rút rồi, không thể dừng lại. Mọi người nghe tôi nói, nhất định phải tiếp tục quay xong bộ phim. Tôi sẽ đi cùng anh. Dẫn đi. Đại thiếu gia trở về rồi. Tuyết Nhi, đại thiếu gia, tôi có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì vậy? Cậu của tôi. Chú Phúc xảy ra chuyện gì rồi? Cậu của tôi, cậu ấy bảo tôi nói với anh, cậu ấy về quê rồi. Đang yên đang lành sao lại muốn đi chứ? Ở nhà có việc gấp nên giục cậu ấy về. Không kịp nói với anh thì cậu ấy đã về rồi. Vậy còn chiếc xe bảo chú ấy sửa thì sao? Bên vận tải đã gọi đến, nói là chỉ 2 ngày nữa sẽ đưa xe đến đây. Vậy thì tốt, cô đi làm việc đi. Đi thôi. Hôm nay cô làm sao thế? Có gì thì cứ nói, đừng có ấp áp úng nữa, làm tôi sốt ruột quá đi mất.
Anh còn nhớ tôi từng nói với anh chứ? Chúng ta cách số vàng đó càng gần, thì ngồi ông cách số vàng đó cũng càng gần. Cuộc chiến ở chùa Long Ẩn hôm đó, tôi cũng nghĩ đến ngồi ông. Vì vậy, tôi lo lắng cô ta sẽ sớm phát hiện cứ điểm bí mật của chúng ta. Nhưng vấn đề là, đến bây giờ chúng ta vẫn chưa phát hiện người đó. Hoàng Phi, có một số chuyện tôi phải nói với anh. Cô muốn nói gì? Tôi hy vọng cô có bằng chứng. Anh nghe tôi nói xong đã. Anh vẫn còn nhớ chuyện A Hiệp giả mạo anh nằm viện không? Mỗi một chuyện A Hiệp làm vì tôi đều khắc ghi trong lòng. Hoàng Phong nói với tôi, tối hôm đó Phạm Bảo thi xông vào phòng bệnh, sau đó thì người Nhật canh gác xung quanh bệnh viện đều rời khỏi đó. Ý của cô là Phạm Bảo Thi, cô ta là người ngoài duy nhất bước vào phòng bệnh. Tôi biết anh rất khó chấp nhận chuyện này, nhưng người càng bên cạnh chúng ta thì chúng ta lại càng dễ dàng bỏ qua. Phạm Bảo Thi bị người Nhật dẫn đi rồi. Cái gì? Phạm Bảo Thi vì đoàn phim mà không màng đến bản thân mình. Vậy mà chúng ta còn ở đây nghi ngờ cô ấy. Tại sao cô ấy lại làm như vậy? Cô thật sự không hiểu hay là cố tình không hiểu? Điều người Nhật quan tâm nhất bây giờ chính là số vàng. Tại sao lại quan tâm đến đoạn phim chứ? Được rồi, chúng ta đừng ở đây vòng vo nữa. Điều này đã chứng minh phán đoán của cô sai rồi. Anh à, anh đi đâu đấy? Anh đi tìm người Nhật xem Phạm Bảo Thi thế nào. Thủ đoạn này của cô Kazumi đúng là cao minh. Nếu thế thì không chỉ có thể loại bỏ sự nghi ngờ của bọn họ đối với Phạm Bảo Thi, tập trung lực lượng nghe ngóng tình báo, mà còn có thể làm xung đột nội bộ của bọn họ nữa. Đúng là một mũi tên trúng hai đích. Ở Trung Quốc gọi là một mũi tên trúng hai con nhạn, một công đôi việc. Với lại hôm nay phim sắp quay xong rồi, tôi vẫn vô cùng lo lắng về cái tên Võ Hoàng Phong đó. Kêu người của anh lấy cuộn phim ra, tìm người đáng tin một chút, thực hiện điều đó. Bộ phim này rất có lợi cho tôi. Vâng, báo cáo, Võ Hoàng Phi đến rồi. Phạm Bảo Thi, Hoàng Phi, sao anh lại đến đây? Tôi đến thăm cô. Bọn họ không làm khó cô chứ? Chuyện này không liên quan gì đến cô. Tại sao cô lại thừa nhận? Tình hình hôm nay, nếu như tôi không đứng ra, bọn họ sẽ bắt hết người trong đoạn phim. Phim của anh sắp quay xong rồi. Tôi không muốn vào lúc này bao nhiêu công sức phải đổ sông đổ biển. Cô Bảo Thi, vì chuyện của tôi lại để cô phải chịu thiệt lần nữa rồi. Cô yên tâm, tôi sẽ mau chóng tìm cách để cứu cô ra ngoài. Có câu nói này của anh thì tôi đã mãn nguyện rồi. Tôi cũng không hối hận vì chuyện hôm nay của anh mà đứng ra. Kamakura, chuyện này không liên quan gì đến cô Phạm Bảo Thi cả. Tôi yêu cầu các anh lập tức thả người. E rằng phải xin lỗi anh Võ rồi. Nhân chứng vật chứng đều có, cho nên bây giờ không thể thả cô ấy ra được. Có điều anh cứ yên tâm, chúng tôi đều biết mối quan hệ của cô Phạm Bảo Thi và hội trưởng Trần.
vì vậy nhất định sẽ cho cô ấy đãi ngộ tốt nhất. Chỉ cần điều tra rõ ràng, sẽ lập tức thả người. Được. Nhưng trong thời gian này, nếu cô Phạm Bảo Thi mất đi một sợi lông nào, thì anh đừng trách tôi không khách sáo. Cô Phạm Bảo Thi, cô cố chịu thêm vài ngày nữa. Bây giờ tôi sẽ phải nghĩ cách. Cô sẽ sớm được tự do thôi. Diễn xuất của cô Kazumi đúng là tuyệt vời. Có điều, sao tôi nghe có vẻ như hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình vậy? Im miệng. Cút ra ngoài. Vâng. Từ trước đến nay, Kazumi Kazuko đều rất tự tin, nghĩ rằng bản thân mình đối phó với bất cứ người đàn ông nào đều là chuyện có thể nắm chắc trong lòng bàn tay. Nhưng mà khi đối mặt với Võ Hoàng Phi, cô lại thất bại lần này đến lần khác. Điều này làm cho cô vô cùng ức chế, đồng thời cũng có một thứ cảm xúc khác lạ đang nảy sinh. Võ Hoàng Phi là người đàn ông duy nhất không có cách nào kiểm soát được. Dường như điều này đã hoàn toàn kích thích khao khát chinh phục của cô. Phạm Bảo Thi làm như vậy, em thật sự cũng không ngờ đến. Lẽ nào sự nghi ngờ trước đây của chúng ta sai rồi sao? Chị thấy không sai đâu. Cô ta thật sự nhận ra sự nghi ngờ của chúng ta, cho nên mới cố ý biến mất đi một thời gian. Cuốn Tuổi Trẻ xuất hiện ở đó quả thật rất kỳ lạ. Đồng chí của chúng ta không thể nào bất cẩn như vậy. Cho nên chị nghi ngờ đó là do Phạm Bảo Thi cố tình tự bày ra cái bẫy cho mình. Sao cô ta lại làm như vậy? Rất đơn giản, cô ta muốn có được sự tin tưởng của Võ Hoàng Phi. Chị Hà, đừng để cho anh cả nghe được lời này. Nếu không, anh ấy lại nghĩ chị vô cớ kiếm chuyện đấy. Em không muốn nhìn thấy hai người vì chuyện này mà giận dỗi nhau, làm rạn nứt tình cảm biết bao. Em thật sự nghĩ rằng anh ấy đối với chị, sao chị lại thiếu tự tin đến như vậy? Tại sao anh ấy luôn chạy đến khu trọ của chị chứ, còn ngủ ở đó nữa? Điều đó chứng minh được gì chứ? Anh ấy chỉ cảm thấy ở trước mặt của chị không cần phải giấu giếm bất cứ điều gì, như vậy anh ấy mới ngủ ngon, mới yên tâm được. Điều này không phải nói rõ vấn đề rồi sao? Mặc dù ngoài miệng anh ấy không thừa nhận, nhưng sâu thẳm trong trái tim anh ấy, chị là người mà anh ấy tin tưởng nhất. Tin tưởng không có nghĩa là thích. Vậy chị muốn biết câu trả lời không? Em có một cách cũng khá hay đấy. Cách gì thế? Chị cứ trực tiếp nói với anh ấy, Võ Hoàng Phi, tôi thích anh, anh có thích tôi không? Vậy không được đâu, tuyệt đối không được nói như vậy. Bọn chị còn phải làm việc cùng nhau. Chị Hà, tình yêu và công việc mâu thuẫn như vậy sao? Chị quên là chị còn từng khuyên em nữa đấy. Người cách mạng không phải thần tiên hay thánh nhân gì đâu, chúng ta cũng cần có tình yêu. Tại sao chị không nói rõ lòng mình cho anh cả biết chứ? Thực ra vấn đề này chị đã từng nghĩ qua, chỉ là bây giờ không phải là lúc. Điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ mà tổ chức giao phó. Sau đó thì sao? Sau đó gì chứ? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì sao? Sẽ có thêm nhiệm vụ mới. Sau đó hết nhiệm vụ này sẽ tới nhiệm vụ khác. Chị tính giữ những lời nói này trong lòng, không bao giờ nói cho anh ấy biết sao? Cũng có thể. Em nói có lý lắm. Có lý còn không mau chấp hành đi. Được. Chị hứa với em, đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, chị sẽ đi tìm anh ấy. Chị sẽ nói hết những ý nghĩ trong lòng mình cho anh ấy biết.